Những vật dụng trong nhà tắm là nơi trú ngụ của cả ổ vi khuẩn, cần thay mới thường xuyên, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Phòng tắm là nơi có chứa nhiều tóc, da chết và có độ ẩm cao nhất trong nhà. Do đó, đây cũng là môi trường hoàn hảo để vi khuẩn và nấm mốc sinh sôi. Để đảm bảo sức khỏe cho cả gia đình, bạn nên thay mới những vật dụng dưới đây theo định kỳ. Đầu tiên là khăn mặt. Cho dù khăn mặt hay khăn tắm còn rất mới, thơm tho sạch sẽ, nhưng các bạn nên nhớ chúng có thể là nơi trú ngụ của hàng triệu con vi khuẩn sau một thời gian sử dụng. Khăn mặt thường được dệt bằng chất liệu cô tôn. Lâu ngày vi khuẩn rất dễ ký sinh trong các kẽ sợi bông, khó làm sạch. Việc phơi nắng hay luộc với nhiệt độ cao chỉ tạm thời khống chế không làm cho số lượng vi khuẩn sinh sôi. Hơn nữa, khăn dùng lâu sẽ cứng, có hại cho da. Tuy vậy nhưng nhiều người lại có thói quen dùng khăn mặt cả năm, thậm chí dùng đến khi cũ sờn rách mới thay. Đây là một thói quen có hại. Tốt nhất nên thay chúng khi đã sử dụng được từ 3 đến 4 tháng trên lần. Kế đến là mút trang điểm. Cũng giống như mút rửa bát trong nhà bếp, mút trang điểm cũng là một mảnh đất màu mỡ cho vi khuẩn phát triển. Do vậy cần rửa sạch chúng bằng nước ấm sau mỗi lần sử dụng sao cho khi vắt, màu phấn nhạt dần. Cứ làm như vậy cho đến khi nước vắt ra từ mút sạch hoàn toàn rồi phơi khô. Nếu thực hiện việc này thì bạn chỉ cần thay mới mút trang điểm 6 tháng một lần. Kế đến là lưỡi dao cạo râu. Dùng dao cạo râu cũ có thể khiến cho việc cạo râu của bạn không mấy suôn sẻ. Không những thế, dùng dao cạo mà không thay lưỡi dao làm tăng nguy cơ nhiễm trùng da và gây nổi mụn trứng cá do vi khuẩn tích tụ lâu dài. Một sai lầm phổ biến của nam giới là để dao cạo râu của họ ở những nơi ẩm ướt. Điều này thúc đẩy nhanh sự phát triển của vi khuẩn. Tiếp đến là bông tắm. Sử dụng bông tắm mỗi ngày sẽ khiến cho lượng da chết tích tụ trong bông tắm ngày càng nhiều lên. Cùng với điều kiện ẩm thấp và ẩm ướt của phòng tắm, vi khuẩn sẽ càng có cơ hội để phát triển. Đó là lý do tại sao bạn nên thay bông tắm 3 tuần một lần và phải kiểm tra nấm mốc thường xuyên. Tiếp đến là bàn chải đánh răng. Phòng tắm không phải là khu vực sạch nhất trong nhà, mà thậm chí còn có nơi lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Do đó bạn nên tìm đến những nơi khô ráo để cất giữ bàn chải. Bên cạnh đó hãy chú ý đặt bàn chải theo chiều thẳng đứng để rau nước và thay mới sau 3 tháng nhằm phòng ngừa nguy cơ mắc bệnh về răng miệng. Hãy đăng ký kênh Alo Bác sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.